Này nhá, hình thế lon đầu bên ngoài và tôi sẽ cho bạn xem bức ảnh này sẽ dễ hơn. Đây, có nghĩa là lưng của doanh nghiệp thì đang tọa vào sông và phía trước minh đường thì nó không có cái sự thông thoáng nhiều. Đúng kết cục của nó gọi là tọa sơn hướng ra thủy và minh đường yêu cầu rộng rãi và thông thoáng, nhìn đây thì không đạt. Ngoài ra thì có một cái yếu tố nó còn quan trọng hơn cái yếu tố này. Thì tôi sẽ tìm cho bạn bức ảnh. Đây, các bạn có thể nhìn thấy là bức ảnh này tôi đã đánh dấu vào đây rồi. Các bạn có nhìn thấy những cái góc nhọn này không? Những cái góc nhọn này không? Nó tạo thành những cái sát khí nó rất là mạnh. Nó đang chiếu thẳng vào vị trí nhà máy. Hay chúng ta vẫn dùng từ là từ bị sốc nách. Có nghĩa rằng là rất là nhiều cái góc nhọn. Tôi sẽ mở lại cái hình này cho các bạn dễ nhìn hơn. Chào các bạn, trong buổi sáng hôm nay thì tôi đang thực hiện nghi lễ khai quang chỉ chú và sản phẩm phong thủy để mà hóa giải các cái lỗi phạm, hóa giải các cái sát khí. Từ video mà tôi đã chia sẻ với các bạn từ một cái nhà máy ở khu vực Sài Gòn, khi mà bị rất là nhiều những cái sát khí từ những góc nhọn của những nhà xưởng ở bên cạnh chiếu vào, ảnh hưởng rất là nhiều đến vận trình kinh doanh trong những năm vừa qua. Thì đây là vật phẩm blocking hóa sát để giúp hóa giải những cái lỗi phạm, đặc biệt là bị góc nhọn chiếu vào. Thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng blocking hóa sát là một trong những vật phẩm để hóa giải có năng lượng rất là mạnh. Lõi là kinh được dát vàng 24K kết hợp với lại đá quý kết hợp với lại chu sa thì cộng hưởng năng lượng nên rất là mạnh để giúp hóa giải những cái sát khí ảnh hưởng trực tiếp đến vận trình của khu vực nhà máy. Trong thời gian từ đầu năm đến hiện nay thì nhà máy bị ảnh hưởng rất là nhiều bởi các cái vấn đề trục trặc, đặc biệt trong vấn đề về kinh doanh. Khi mà khu vực khảo sát cửa chính là hướng Tây và năm nay thì bị những góc nhọn nó cộng hưởng năng lượng vào rất là xấu. Ngoài ra khu vực nhà máy thì có những cái con đường đâm vào, thì tôi cũng tư vấn cho anh đây là Thái Sơn Thạch Cảm Đương, một trong những vật phẩm là để hóa giải trong những cái trường hợp mà đặc biệt là đường đâm vào nhà hay là những khu vực mở cửa mà bị những cái con đường, những cái sát khí đó đâm vào nhà thì có thể sử dụng Thái Sơn Thạch Cảm Đương để hóa giải. Bên cạnh đó thì tôi tư vấn cho anh giám đốc một Long Ấn Vượng Quyền dát vàng 24K đặt tại khu vực bàn làm việc để kích hoạt đúng cái cung quan lộc của anh để thuận lợi hơn trên con đường công danh sự nghiệp, và kết hợp một tháp văn xương đặt tại khu vực bàn làm việc để hỗ trợ khai thông về mặt trí tuệ, giúp anh có ra được những cái chiến lược, những cái quyết định đúng đắn trong công việc kinh doanh. Ngoài ra thì có long quy để hóa sát, về hóa giải những cái thị phi trong quá trình làm việc. Và khu vực gần nhà máy thì có một cái cột điện cao thế rất là lớn, vì vậy tôi tư vấn cho anh đặt một hồ lô đồng để hóa giải trong cái trường hợp này, cũng như là giúp cho những người làm việc ở đây không bị những cái bệnh tật liên quan đến vấn đề về huyết áp hay máu huyết. Như các bạn đã biết thì là một vật phẩm phong thủy, đúng không, thì cần phải được khai quang trì chú rất là cẩn thận. Thì trong quá trình khai quang vật phẩm thì tôi cũng làm rất là cẩn thận để làm sao, bởi vì một cái vật phẩm phong thủy, các bạn hình dung là muốn có tác dụng để mà hóa giải, muốn có tác dụng để mà giúp cho những cái lỗi phạm không tác động thì cần phải được khai quang trì chú và có những cái bài chú cẩn thận, thì vật phẩm phong thủy mới phát huy được tối đa cái tác dụng hóa giải. Và trên thực tế, nếu như bạn là một người nghiên cứu về bộ môn cảm xạ năng lượng thì bạn có thể biết là một cái vật phẩm phong thủy trước và sau khai quang thì cái mức năng lượng nó khác nhau rất là nhiều. Cái này hoàn toàn có thể sử dụng con lắc cảm xạ để mà chúng ta đo đạc kiểm tra về cái mặt năng lượng. Có rất là nhiều bạn cũng từng tâm sự hay chia sẻ với tôi rằng là em cũng có nghe là biết vật phẩm này và em ra chợ em mua và mang về đặt. Thực ra là khi mà bạn mang về đặt như vậy mà không có được khai quang chỉ chú thì vật phẩm gần như chỉ mang đến trang trí mà thôi, và nó sẽ không phát huy được cái tác dụng về mặt hóa giải, đặc biệt là trong việc hóa giải các lỗi phạm về mặt phong thủy, bởi vì nó không có năng lượng. Và cái điều quan trọng hơn đó là khi vật phẩm phong thủy chúng ta nhận được thì quan trọng là chúng ta cần phải biết được cái ngày giờ an vị như nào, ra làm sao. Khi mà chúng ta đặt đúng về ngày giờ thì cái vật phẩm đó mới phát huy được tối đa cái công năng, mới phát huy được tối đa cái tác dụng trong cái việc hóa giải. Và thêm một cái quy trình nữa mà tôi vẫn hướng dẫn cho rất là nhiều người, đó là cái văn khấn an vị vật phẩm. Nếu như khu vực nhà của bạn thờ ban thờ gia tiên hay là thờ ban thờ thần tài đổ địa thì trước khi bạn đặt những vật phẩm phong thủy này thì bạn cần có một cái bài văn khấn để xin phép cho con đặt vật phẩm này để hóa giải cái điều gì, thì đó là cái điều rất là quan trọng. Chúng ta nói, chúng ta xin
chúng ta cầu khẩn càng chi tiết bao nhiêu thì cái mức độ linh ứng, mức độ hóa giải thì càng tốt bấy nhiêu. Ví dụ như là đặt long quy là để hóa giải gì thì chúng ta phải nói rõ là cái vật phẩm này con xin phép đặt để có tác dụng hóa giải gì, đấy, cho vận trình của mình tốt hơn, này, cho mình có được những cái điều thuận lợi. Đấy, vì vậy mà các bạn lưu ý nhé, đã là vật phẩm phong thủy thì cần phải được khai quang trí chú cẩn thận, rồi sau đó và xem ngày giờ an vị và quy trình đặt vật phẩm như nào, thì đây là một trong những cái mà các bạn hết sức phải lưu ý và nó rất là quan trọng. Thì trong video hôm nay tôi muốn chia sẻ một chút với các bạn về những vật phẩm hóa giải như vậy.